Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay các bác mẫu xe đạp địa hình Czech 3700 dòng 3 series của thương hiệu Czech, một cái thương hiệu cũng rất là nổi tiếng và cực kỳ là quen thuộc và đẳng cấp của Mỹ. Hôm nay về một chiếc xe khung nhôm, nước sơn màu xanh lá cây rất là đẹp đây. Sơn xi thì còn tương đối là mới các bác nhé, chỉ có những cái vết xước nhỏ có đã qua quá trình sử dụng nên là không thể tránh khỏi thôi. Còn nước sơn thì các bác có thể nhìn trên hình này, vẫn còn giữ được cái độ bóng rất là đẹp. Đấy, nước sơn màu xanh lá cây các bác nhé, kẻ với logo đen trắng này, trông xe rất là thể thao. Thì bây giờ thương hiệu Czech là một cái thương hiệu mà rất là lâu đời trên thị trường xe đạp thể thao rồi và cũng cực kỳ đẳng cấp. Có những cái chiếc xe mà thuộc top những chiếc xe tốt nhất thế giới thì cũng đến từ cái thương hiệu này. Các bác chơi xe lâu năm thì chắc chắn là không thể không biết cái thương hiệu này rồi, cực kỳ đẳng cấp, hiệu Mỹ Czech. Bộ chuyển động của xe thì được sử dụng là bộ Shimano Atus các bác nhé, dòng này là 8 tầng níp và đạp đĩa trên là được sử dụng của Shimano Tourlay với 3 tầng đĩa đạp cho xe có 24 tốc độ khác nhau. Xích nít thì các bác có thể nhìn trên hình đây, vẫn còn rất là trắng mới các bác nhé. Phải nói là chủ xe giữ gìn chiếc xe này rất là kỹ, giữ cái độ mới nó cũng cực kỳ là tốt. Toàn bộ xe là nguyên zin nguyên bản hết 100% luôn các bác nhé. Đây, tất cả đều zin hết của Bontrager đây, logo Bontrager đây, yên đây các bác nhé, logo đây. Đấy, và vành rồi lốp đấy, nguyên zin nguyên bản hết. Gai lốp này thì cũng còn rất là mới đấy, còn tương đối là đẹp, cũng phải đi được thêm vài năm nữa nhé. Bontrager đùi đĩa sử dụng trên chiếc xe là đùi Shimano đấy. Đùi Shimano đấy, bánh trước cũng nguyên zin Bontrager trên phần ghi đông của Ford đây. Đây các bạn nhìn đây, nguyên hết một bộ com lê thôi nhé. Ghi đông thì sử dụng là ghi đông cong. Đấy, và trên phần ghi đông này thì được sử dụng vào tay bấm xả 3:1 là phanh và bấm xả cũng của Shimano luôn. Đấy, bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trở xuống ở đây. Đấy, thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác ấn, các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây và ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size của chiếc xe đo từ trục đạp đến khóa yên. Khóa yên là 41 cm, khóa yên với phụ phốt 54 cm. Thì xe này sẽ vừa đưa đi từ khoảng 57 đến khoảng 67 đi vào khóa học. Đây là phần chuyển động của xe rất là mập, tất cả những chi tiết này cũng đến đồng ý, cực kỳ là mật mà. Thì
Thì chiếc xe đang có một cái mức giá rất là tốt. Bên em chỉ có là 6.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.